Pháp tánh không làm không biến đổi, giống như hư không vốn thanh tịnh, tánh tịnh chư Phật cũng như vậy, bổn tánh vô tánh lìa có không. Tánh của Pháp chẳng có một tác giả nào, cũng chẳng có sự biến đổi nào, giống như hư không vốn thanh tịnh. Tánh của mười phương chư Phật là thanh tịnh cũng như vậy, bản tánh của Phật là vô tánh, đã lìa khỏi có không hai bên, tức cũng là đoạn thường hai bên. Pháp tánh chẳng ở tại lời nói, không nói liền nói luôn tịch diệt. Tánh cảnh giới thập lực cũng vậy, tất cả văn từ chẳng làm được. Pháp tánh chẳng ở tại lời nói, do đó có câu: lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng. Vốn chẳng có nói, cho nên lìa khỏi nói thường là tịch diệt. Do đó có câu: các pháp từ xưa nay thường là tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói. Tánh cảnh giới thập lực của Phật cũng như vậy, tất cả văn từ và lời lẽ không cách chi hình dung được, không cách chi biện luận. Biết rõ các pháp tánh tịch diệt, như chim bay không chẳng dấu vết, dùng nguyện lực xưa hiện sắc thân, khiến thấy Như Lai đại thần biến. Thấu rõ các pháp bản tánh là tịch diệt, giống như chim bay ở trong hư không, chẳng có dấu đường chim bay, khi bay qua rồi chẳng để lại dấu vết. Do đó có câu: chim bay hư không chẳng có dấu vết, đào bén chém nước, nước không vết. Nguyện lực thuở xưa của Phật đã phát ra nên mới thể hiện sắc thân, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới đại thần thông biến hóa của Như Lai. Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không, xa lìa vọng tưởng và chấp lấy, khiến tâm hướng đến đều vô ngại. Nếu có ai muốn biết cảnh giới của Phật, nên thanh tịnh tâm ý của mình như hư không, xa lìa tất cả vọng tưởng và tất cả chấp lấy, khiến cho chỗ tâm hướng đến chẳng có chướng ngại. Nếu không khỏi vọng tưởng thì bản tánh chân như sẽ hiện tiền. Do đó Phật tử nên khéo nghe, tôi dùng ít dụ rõ cảnh Phật, công đức thập lực không thể lường, vì ngộ chúng sinh nay lược nói. Bởi vậy cho nên các vị Phật tử nên dụng tâm để nghe. Hiện tại tôi dùng chút ít ví dụ để nói rõ cảnh giới của Phật. Phật có công đức mười lực, không thể nào độ lượng được. Nhưng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, cho nên mới lược nói một phen. Đạo sư thị hiện nơi nghiệp thân, nghiệp lời nghiệp ý các cảnh giới, truyền bánh xe pháp bát niết bàn, tất cả căn lành nay tôi nói. Đạo sư thị hiện tất cả cảnh giới, nghiệp thân, nghiệp lời nghiệp ý, hoặc truyền bánh xe pháp vi diệu, hoặc thị hiện vào niết bàn, hết thảy tất cả căn lành của Phật, hiện tại tôi nói ít phần. Vì như thế giới mới an lập, trong một nhân duyên có thể thành vô lượng phương tiện các nhân duyên, thành 3.000 đại thiên thế giới. Giống như khi 3.000 đại thiên thế giới mới thành lập, chẳng phải do một nhân duyên mà được thành lập, mà là do đủ thứ nhân duyên mà được thành lập. Chẳng phải do một sự việc, mà là nhờ đủ thứ sự việc mới thành tựu, nhờ có vô lượng vô biên phương tiện mới thành tựu 3.000 đại thiên thế giới. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, vô lượng công đức mới thành được, cõi bụi tâm niệm còn biết được, nhân thập lực sinh không dò được. Như Lai xuất hiện ra đời cũng như thế, vì thuở xưa tu vô lượng công đức mới được thành tựu, cõi nước mười phương chư Phật nghiền nát ra làm bụi, số lượng còn có thể biết được, nhưng nhân duyên của Phật thập lực sinh chẳng có ai dò lường được. Các vị hãy nghĩ xem, thuở xưa Đức Phật tu vô lượng vô biên công đức mới thành Phật được, tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì chẳng tu vô lượng vô biên công đức, sự khác biệt công đức của chúng ta quá xa. Vì một mặt tu hành, một mặt thì tạo nghiệp, tu chẳng được bao nhiêu, ngược lại từ sáng đến tối tạo nghiệp thân, tạo nghiệp miệng, tạo nghiệp ý. Trong ý niệm thường nghĩ người khác chẳng tốt, nghĩ người khác đối với mình không tốt, nghĩ người khác chẳng bằng mình, đủ thứ vọng tưởng. Ở trong ý niệm tạo biết bao là nghiệp ác, tham sân si, miệng cũng tạo nghiệp, thường nói thị phi, cứ nói dối, theo dệt trời mắng hai lưỡi. Có những người nếu ngày nào đó không nói thị phi thì ngày đó không thể sống được. Ngày nào không khởi vọng tưởng thì chẳng được tự tại, giống như chẳng ăn cơm. Suốt ngày đến tối dựa vào nói thị phi khởi vọng tưởng để sinh tồn, chúng ta nói có kỳ quái chăng? Có người có những mào bệnh mà chính mình không thừa nhận, vẫn cứ muốn che đậy nó, còn nói mình chẳng khởi vọng tưởng, chẳng có dục niệm, đeo mặt nạ, đi khắp nơi lường gạt người. Kỳ thật ở trên thế giới này sao có thể lường gạt được người? Chẳng những lường gạt chẳng được người, mà cũng chẳng lường gạt được chính mình. Tại sao? Vì mình khởi vọng tưởng, tự hỏi mình có biết chăng? Nếu biết thì chẳng thể lường gạt được mình rồi đó. Tất nhiên chẳng lường gạt được mình, sao lại lường gạt người? Người ngu si mới có những hành vi như thế.
Người chẳng tu hành đeo mặt nạ lên, tâm ngu muội chuyên làm những việc chẳng giữ quy củ, chẳng quang minh chánh đại, tự mình còn không thừa nhận. Do đó suốt ngày sống say chết mộng, chẳng tu chút công đức nào cả, thì làm sao mà thành Phật? Xa cách biệt Phật 10.000 8.000 dặm. Tóm lại, công đức của chúng ta tu chẳng bằng tạo nghiệp, cũng có thể nói những gì đắc được chẳng bằng sự mất mát đi, làm sao có sự thành tựu. Ví như kiếp sơ mây đổ mưa, mà khởi bốn thứ đại phong luân, căn lành chúng sinh lực Bồ Tát, thành tam thiên này đều an trụ. Giống như lúc kiếp sắp thành thì khởi mây lớn, tuôn mưa lớn xuống, tự nhiên khởi lên bốn thứ đại phong luân. Đây là nguyên nhân gì? Vì cảm ứng của tất cả chúng sinh tạo nghiệp và thần lực thành tựu của các Bồ Tát, cho nên mới thành 3.000 đại thiên thế giới đều an trụ sống với nhau. Mấy pháp thập lực cũng như thế, khởi trí phong luân ý thanh tịnh, thuở xưa hồi hướng các chúng sinh dẫn khắp, khiến thành quả vô thượng. Mấy pháp của thập lực cũng lại như thế, sinh khởi đại trí phong luân thanh tịnh tâm ý, thuở xưa Phật tu tất cả các lành, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh dẫn dắt khắp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều thành tựu quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như có mưa lớn tên Hồng Chú, không có nơi nào dung thọ được, chỉ trừ lúc thế giới sắp thành, sức gió lớn hư không thanh tịnh. Giống như có một trận mưa lớn tên là Hồng Chú, không có chỗ nào có thể dung chứa được lượng nước mưa này, chỉ trừ lúc thế giới sắp thành tựu mới dung chứa được trận mưa lớn đó. Dùng trận mưa lớn đó để thanh tịnh sức gió lớn trong hư không, sức gió lớn đó thổi bay tiêu diệt hết khí độc nhiễm ô trong hư không, sinh ra không khí mới tươi mát, vạn vật bắt đầu sinh ra. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, khắp mưa pháp vũ đầy pháp giới, tất cả liệt ý không chỉ được, chỉ trừ tâm thanh tịnh rộng lớn. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, mưa xuống khắp cùng đầy khắp pháp giới, Đức Phật chuyển bánh xe pháp khắp cùng diễn nói diệu pháp, giống như mưa xuống, chúng sinh đều đều pháp hỷ sung mãn. Pháp vũ này có người căn lành lập trí mới tu trì được. Người chẳng có trí huệ không thể tu trì được, chỉ có người có tâm thành tịnh rộng lớn mới có thể tu trì pháp đại thừa này. Ví như trong không đổ mưa lớn, không từ chỗ đến, không chỗ đi, kẻ làm kẻ thọ cũng đều không, tự nhiên như vậy thấm ướt khắp. Giống như trong hư không đổ mưa lớn xuống, mây mưa đó từ đâu đến, lại đi về đâu, chẳng biết, chẳng có kẻ làm, chẳng có kẻ thọ, đó là sức tự nhiên thấm ướt khắp hết thảy pháp giới. Thập lực mưa pháp cũng như vậy, không đến, không đi, không tạo tác, hạnh xưa là nhân lực Bồ Tát, tất cả tâm lớn đều nghe thọ. Thập lực Phật mưa pháp cũng như vậy, không từ đâu đến, cũng không về đâu, chẳng có kẻ tạo tác, nhờ hạnh tu thuở xưa là nhân duyên, cũng là đại oai thần lực của Bồ Tát, hết thảy tất cả Bồ Tát tâm rộng lớn đều nghe thọ pháp này. Ví như hư không mây mưa lớn, tất cả không thể đếm số giọt, chỉ trừ tam thiên tự tại vương đủ sức công đức đều thấu rõ. Giống như mây trong hư không tuôn mưa xuống, bất cứ người nào cũng không thể đếm được số giọt nước mưa, chỉ trừ chủ của tam thiên đại thiên thế giới là đại tự tại thiên vương, ông ta đầy đủ sức lực công đức mới biết rõ được bao nhiêu số giọt nước mưa. Thiện thệ mưa pháp cũng như vậy, tất cả chúng sinh không dò được, chỉ trừ chủ 3.000 thế giới thấy rõ như xem báu trong tay. Đấng thiện thệ mưa pháp cũng như vậy, hết thảy tất cả chúng sinh không cách chi dò lường được có bao nhiêu giọt nước mưa, chỉ trừ chủ của đại thiên thế giới mới biết được cảnh giới này như xem bóng ở trong lòng bàn tay. Ví như hư không mây mưa lớn, hai diệt hai khởi cũng hai đoạn, nhất thiết trí báu đều thành tựu, tam thiên hết thảy đều phân biệt. Giống như mây ở trong hư không đổ xuống một trận mưa lớn, hai diệt tất cả sự khô khan, hay sinh khởi căn lành của chúng sinh, lại hai đoạn tuyệt tất cả tà kiến. Nhất thiết trí báu đều được thành tựu trong tâm chúng sinh hoan hỷ, họ có căn lành đó, loại chúng sinh đó ứng dụng pháp môn nào để độ, Phật đều phân biệt được rất rõ ràng. Thập lực mưa pháp cũng như vậy, diệt hoặc sinh thiện dứt các kiến, tất cả trí báu đều khiến thành sở thích chúng sinh phân biệt được. Thập lực của Phật mưa pháp cũng như vậy, hay diệt trừ nghi hoặc của chúng sinh, hay sinh ra căn lành của chúng sinh, lại hay đoạn tuyệt tất cả tà kiến, báu nhất thiết trí huệ đều được thành tựu trong tâm chúng sinh hoan hỷ gì thì họ có căn lành đó. Là chúng sinh nào đáng dùng pháp môn gì độ được thì Phật đều phân biệt được rõ ràng, biết được rõ ràng.
Ví như hư không mưa một vị, tùy chỗ được mưa đều khác nhau, tánh của mưa đó chẳng phân biệt, tùy vật khác nhau pháp như vậy. Ví như hư không mưa xuống vốn là một vị, nhưng tùy theo mỗi loài sinh vật, tiếp thụ lượng nước đều khác nhau, đó chẳng phải là bản tánh của mưa có sự phân biệt, ở đây cho nhiều, ở kia cho ít, mà là tùy theo mỗi vật khác nhau nên có sự phân biệt, pháp cũng như vậy. Như lai mưa pháp cũng như vậy, bình đẳng tịch tĩnh lìa phân biệt, tùy sự giáo hóa đủ thứ khác, tự nhiên vô biên tướng như vậy. Như lai mưa pháp cũng như vậy, cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải nhiều, vốn là bình đẳng mà tịch tĩnh lìa khỏi tất cả sự phân biệt, tùy theo sự giáo hóa đủ thứ sự khác nhau, tự nhiên có vô biên tướng như vậy. Ví như lúc thế giới mới thành, trước thành cung điện, trời cõi sắc, sau đó cõi dục kế nhân gian, cung cản thát bà thành sau cùng. Giống như lúc thế giới mới thành tựu, trước hết thành tựu cung điện chư thiên cõi trời sắc giới, kế tiếp thành tựu cung điện chư thiên cõi trời dục giới, sau đó thành tựu cung điện nhân gian, kế tiếp thành tựu cung điện cản thát bà, tóm lại lần lượt mà thành tựu. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, trước khởi vô biên hạnh Bồ Tát, kế hóa ưa tịnh các duyên giác, kế chúng thanh văn rồi chúng sinh. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, trước hết khởi vô biên hạnh môn của Bồ Tát tu, nghĩa là trước hết diễn nói kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, sau đó giáo hóa tất cả duyên giác, hoàn hỷ thành tịnh, kế đó giáo hóa chúng thanh văn, cuối cùng giáo hóa tất cả chúng sinh. Trời thiền mới thấy điểm hoa sen, biết Phật ra đời sinh hoan hỷ, nước duyên sức gió khởi thế gian, cung điện núi sông đều thành lập. Tất cả chư thiên ban đầu mới thấy được điểm hoa sen, đến biết được sẽ có Phật xuất hiện ra đời mà sinh đại hoan hỷ. Nhờ nước duyên với sức gió tạo thành được thế gian, hết thảy cung điện, hết thảy đất đai núi sông hoàn toàn được thành lập nên. Phật xưa tu thiện đại quang minh, khéo biết Bồ Tát thọ ký cho, hết thảy trí luân thể đều tịnh, đều hay khai thị các Phật pháp. Thuở xưa Như Lai tu căn lành trí huệ quang minh, hay khéo léo phân biệt được tất cả căn tánh và nhân duyên của đại Bồ Tát thọ ký Bồ Đề cho các ngài, hết thảy trí huệ luân thể đều thanh tịnh, đều có thể khai thị hết thảy Phật pháp. Ví như rừng cây nương đất có, đất nương nước nên không bị hoại, nước nương gió, gió nương hư không mà hư không đó chẳng chỗ nương. Ví như hết thảy rừng cây đều nương đất mà có, đất đai nương tựa nước để chi trì, cho nên không thể bị phá hoại. Nước nương gió, gió thì nương hư không thì chẳng có chỗ nương. Tại sao? Vì hư không là không, chẳng có một vật gì hết. Tất cả Phật pháp nương từ bi lại nương phương tiện lập, phương tiện nương trí, trí nương huệ, huệ thân vô ngại, không chỗ nương. Hết thảy tất cả Phật pháp đều nương từ bi mà sinh khởi, từ bi lại nương phương tiện mà thành lập, phương tiện khéo léo, nương tựa trí bát nhã, trí bát nhã nương tựa huệ. Trí huệ là gì? Chưa nghĩ mà biết là huệ, nghĩ rồi mà biết là trí, tức là văn tư tu. Cầu trí huệ có ba bước: văn thành tựu huệ, tư thành tựu huệ, tu thành tựu huệ. Đầy đủ trí huệ thì có thần thông, cho nên gọi là trí huệ giải thoát. Lại có thể nói tư duy tu, thiền định. Tư duy tức là khiến cho trí phát sinh ra, mà huệ là theo tự nhiên mà sinh ra. Do đó, huệ thân vô chướng ngại, không chỗ nương. Ví như thế giới mới thành lập, tất cả chúng sinh được lợi ích, ở nơi đất nước và cung điện, hai chân, bốn chân đều được lợi. Ví như thế giới vừa thành lập rồi thì tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Chúng sinh ở tại đất, chúng sinh ở trong nước, chúng sinh ở trong hư không, hoặc là loài hai chân, hoặc chúng sinh bốn chân đều đắc được lợi ích của họ. Pháp vương xuất hiện cũng như vậy, tất cả chúng sinh được lợi ích. Nếu người thấy nghe và gần gũi đều khiến diệt trừ các hoặc não. Đấng Pháp vương Phật xuất hiện ra đời cũng như vậy, tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích của Phật, hoặc có người thấy được thân Phật, hoặc nghe được tiếng của Phật, hoặc gần gũi Phật, vì Phật thấy được từ hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc rất là minh bạch. Nếu tất cả chúng sinh thấu hiểu được tất cả hoặc, thì chẳng còn điên đảo nữa, chẳng còn điên đảo thì chẳng còn phiền não, chẳng còn phiền não thì sẽ đắc được giải thoát. Như Lai xuất hiện pháp vô biên, thế gian mê hoặc không biết được, vì muốn khai ngộ các chúng sinh. Trong không ví dụ, nói ví dụ, Như Lai xuất hiện ra đời dễ nói diệu pháp vô biên vô lượng. Người thế gian mê chẳng ngộ, khởi hoặc tạo nghiệp, chẳng ai biết được diệu pháp của Phật nói.
Phật muốn khai ngộ tất cả chúng sinh vốn chẳng có ví dụ nào có thể nói được, tuy chẳng có gì có thể giảng được. Cũng chẳng có gì có thể giảng được, tuy nhiên không cách gì để nói, nhưng miễn cưỡng ở trong không ví dụ nói đủ thứ, ví như nói đủ thứ pháp. Dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, chúng ta giảng đến đoạn kinh văn này đáng khóc lóc rơi lệ, thấy Phật tâm tử bi tha thiết, dần dần khéo dạy để tiến lên, để khiến cho chúng ta chúng sinh phát tâm bồ đề, nhưng chúng ta vẫn ở đây lãng phí thời gian chẳng biết tu hành. Do đó có câu, có mắt chẳng thấy lô xá na, có tai chẳng nghe giáo viên đốn. Vẫn ở đây giải đãi, chẳng chịu dụng công tu hành, không biết khi nào mới được giải thoát giác ngộ. Phật tử, các đại Bồ Tát làm thế nào thấy được thân Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử, các đại Bồ Tát, các vị nên biết làm thế nào thấy được thân Như Lai ứng chánh đẳng giác. Xin các vị lắng nghe cho kỹ, gồm có 10 pháp thần tướng. Phật tử, các đại Bồ Tát nên ở nơi vô lượng xứ thấy thân Như Lai. Tại sao? Vì các đại Bồ Tát không nên ở nơi một pháp, một việc, một thân, một cõi nước, một chúng sinh mà thấy Như Lai, nên khắp tất cả mọi nơi thấy Như Lai. Các vị Phật tử, hết thầy các đại Bồ Tát, các vị nên ở nơi vô lượng xứ thấy được thân Như Lai. Thân Như Lai là vô tại, vô bất tại, chẳng có chỗ nào mà chẳng có, bất cứ ở chỗ nào cũng đều là thân Như Lai ở tại chỗ đó. Tại sao vậy? Các đại Bồ Tát đừng nên ở nơi một pháp, một sự việc, một thân, một cõi nước và một chúng sinh mà thấy Như Lai, nên khắp tất cả mọi nơi thấy được chân thân của Như Lai. Hết thảy mọi nơi tất cả pháp đều hay hiện tiền, mười phương tất cả chư Phật cũng hay hiện tiền. Nếu chúng ta minh bạch Phật pháp thì vạn sự vạn vật đều đang nói pháp, chỉ vì chúng ta bị vô minh che đậy cho nên chẳng nhận thức được. Phật càng nói pháp thì chúng ta càng chẳng nghe pháp, do đó mà bị đọa lạc, đọa lạc, đọa lạc. Một đời so với một đời đọa lạc hơn, một đời so với một đời ngu si hơn, cho đến gì cũng chẳng biết. Phật tử ví như hư không, khắp cùng tất cả chỗ sắc không sắc, chẳng đến chẳng không đến. Tại sao? Vì hư không chẳng có thân. Thân Như Lai cũng như vậy, khắp cùng tất cả mọi nơi, khắp cùng tất cả chúng sinh, khắp cùng tất cả pháp, khắp cùng tất cả cõi nước, chẳng đến, chẳng không đến. Tại sao? Vì thân Như Lai không có thân, vì chúng sinh mà thì hiện thân. Phật tử, đó là tướng thứ nhất của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, ví như hư không, khắp cùng hết thảy tất cả chỗ có sắc và chỗ không có sắc, chẳng có cái đến, cũng chẳng có cái không đến. Tại sao vậy? Vì hư không vốn chẳng có thân, cho nên hư không chẳng thể đến, cũng chẳng có tình hình phát sinh không thể đến. Thân Như Lai cũng như vậy, khắp cùng tất cả mọi nơi, khắp cùng tất cả tâm chúng sinh, khắp cùng tất cả pháp, khắp cùng tất cả cõi nước, nhưng cũng chẳng đến, cũng chẳng không đến. Tại sao vậy? Vì pháp thân của Như Lai không có hình tướng để thấy, chỉ vì chúng sinh, nên Như Lai thị hiện pháp thân, báo thân, ứng thân. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ nhất của thân Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như hư không rộng lớn, chẳng có sắc mà hay hiện hiện tất cả các sắc, mà hư không chẳng có sự phân biệt, cũng không có hí luận. Thân Như Lai cũng lại như thế, dùng trí huệ quang minh chiếu sáng khắp, khiến cho tất cả chúng sinh, thế gian xuất thế gian, các nghiệp các lành đều được thành tựu. Mà thân Như Lai không có sự phân biệt, cũng không có hí luận. Tại sao? Vì từ xưa đến nay, tất cả chấp trước, tất cả hí luận đều đã vĩnh viễn dứt trừ. Phật tử, đó là tướng thứ hai của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ý như hư không rất rộng lớn, tuy nhiên hư không chẳng phải sắc, mà hay hiển hiện tất cả chúng sinh và sự vật có sắc. Bản thân hư không chẳng có sự phân biệt, cũng chẳng có hí luận. Thân của Như Lai cũng là như thế. Dùng trí huệ quang minh chiếu sáng khắp, khiến cho tất cả nghiệp căn lành của tất cả chúng sinh thế gian hoặc xuất thế gian đều được thành tựu, mà thân Như Lai không có sự phân biệt, cũng không có hí luận. Tại sao vậy? Vì từ xưa đến nay, chẳng chấp trước về người, cũng chẳng chấp trước về pháp, cũng chẳng chấp trước về cái ta, cũng chẳng chấp về của ta, tất cả hí luận không thật đều đã vĩnh viễn dứt trừ. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ hai của thân Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như mặt trời mọc lên, vô lượng chúng sinh ở cõi dưới phủ đề đều được lợi ích, đó là phá tối chiếu sáng, biến ẩm ướt thành khô giáo, sinh trưởng cỏ cây thành thuộc lúa mạ, chói sáng hư không,
nở hoa kết trái. Người đi thấy đường, người ở lập nghiệp. Tại sao? Vì mặt trời tỏa khắp vô lượng ánh sáng. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi mặt trời mọc lên, đối với vô lượng chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đà đều đắc được lợi ích. Như phi tiềm động thực, hết thảy hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh đều đắc được lợi ích. Khi mặt trời mọc lên thì chiếu phá tối tăm, hiện hiện ra sự vật ướt thành khô ráo, hay khiến cho các thứ cỏ cây đều được sinh trưởng, lại hay thành thục lúa mạ. Khi mặt trời mọc lên rồi thì hư không chói sáng trong suốt, hiện hiện ra rất thanh tịnh. Hoa sen được mặt trời chiếu đến nở ra rất đẹp. Người đi bộ thì thấy rõ đường xá. Người sĩ nông cộng thường rất thuận lợi lập nghiệp làm ăn. Tại sao vậy? Vì mặt trời tỏa khắp vô lượng ánh sáng lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích, đều được sinh trưởng. Phật tử, trí huệ mặt trời của Như Lai cũng là như thế, dùng vô lượng sự việc lợi ích khắp chúng sinh, đó là diệt ác sinh thiện, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, khiến cho họ tăng trưởng căn lực giác phần, khiến cho sinh niềm tin thâm sâu, xả lìa tâm ô trược, khiến cho họ được thấy nghe chẳng hại nhân quả, khiến cho được thiên nhãn, thấy chỗ thọ sinh sau khi chết, khiến cho tâm vô ngại chẳng hại căn lành, khiến cho trí tu sáng suốt nở hoa giác ngộ, khiến cho họ phát tâm thành tựu bổn hạnh. Tại sao? Ý trí huệ mặt trời thân Như Lai rộng lớn phóng vô lượng quang minh chiếu sáng khắp Phật tử, đó là tướng thứ ba thân của Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, trí huệ của Như Lai giống như mặt trời, cho nên gọi là trí huệ mặt trời của Như Lai cũng là như thế. Dùng vô lượng sự việc lợi ích khắp tất cả chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh không làm các điều ác, diệt ác, làm các điều lành, sinh thiện, phá trừ ngu si chướng ngại, biến thành Bồ Đề trí huệ. Phật dùng tâm đại từ để cứu hộ tất cả chúng sinh, dùng tâm đại bi để độ thoát, khiến cho họ đều khổ được vui, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng năm căn, tiến căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng năm lực, tiến lực, tấn lực, niệm lực, huệ lực. Năm căn là nguồn gốc sinh trưởng pháp lành, năm lực hay trợ giúp năm căn sinh trưởng, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng bảy giác phần: trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, xả giác phần, định giác phần, niệm giác phần, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng bát chánh đạo: chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh niềm tin thâm sâu, phát nguyện cung hành thực tiễn, xả lìa tâm ích kỷ lợi mình, xả lìa tâm cống cao ngã mạn, xả lìa tâm đố kỵ chướng ngại, tóm lại xả lìa tất cả tâm ô trược, khiến cho tất cả chúng sinh tùy theo chỗ được thấy nghe, tin sâu nhân quả, chẳng hư hoại nhân quả, chẳng sai nhân quả, càng không thể bát vô nhân quả, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được thiên nhãn thông chiếu thấu tất cả, thấy được chỗ mình sẽ đi thọ sinh, lại chết ở chỗ nào, lại sinh ra ở chỗ nào, sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, chuyển qua chuyển lại ở trong sáu nẻo luân hồi, xương cốt chồng chất như núi hồ không thể nào tả được, khiến cho tất cả chúng sinh trong tâm chẳng có chướng ngại, chẳng phá hoại căn lành của mình tu, khiến cho tất cả chúng sinh trí huệ viên mãn tu được thành tựu phóng đại quang minh sáng suốt nở hoa sen giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề thành tựu bổn hạnh của mình tu. Tại sao vậy? Vì thần Như Lai có trí huệ mặt trời rộng lớn, phóng ra vô lượng quang minh chiếu sáng khắp tận cùng hư không pháp giới. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ ba pháp thân của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như mặt trời mọc lên ở cõi Diêm Phủ Đà, trước hết chiếu đến tất cả núi Tù Gì và các núi chúa lớn, kế đó chiếu đến núi Đen, sau đó chiếu đến vùng cao nguyên, cuối cùng chiếu đến khắp tất cả đại địa. Mặt trời chẳng nghĩ rằng, trước hết tôi chiếu cái này, sau chiếu cái kia, chỉ vì núi đất có cao thấp nên sự chiếu đến có trước sau. Lại nữa, Phật tử, ví như mặt trời mọc lên ở cõi Diêm Phủ Đà, trước hết chiếu đến tất cả núi Tù Gì và các núi chúa lớn, kế đến chiếu đến núi Đen, sau đó chiếu đến vùng cao nguyên, cuối cùng chiếu đến khắp tất cả đại địa. Mặt trời chẳng nghĩ rằng, trước hết tôi chiếu đến núi cao, sau chiếu đến đồng bằng, chỉ vì núi cao và đồng bằng có sự cao thấp khác nhau nên sự chiếu đến có sự khác biệt, chiếu trước chiếu sau. Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế, thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thường phóng trí huệ quang minh vô ngại, trước hết chiếu đến đại Bồ Tát các núi chúa lớn, kế đó chiếu đến duyên giác, kế đó chiếu đến thanh văn, sau đó chiếu đến chúng sinh căn lành quyết định,
Tùy theo tâm khí của họ thì hiện trí huệ rộng lớn, cuối cùng chiếu đến khắp tất cả chúng sinh, cho đến chúng sinh tả định cũng đều chiếu đến. Vì nhân duyên vị lai được lợi ích khiến cho họ thành thục, mà đại trí huệ quang minh mặt trời của Như Lai chẳng nghĩ như vậy. Trước hết tôi sẽ chiếu đến đại hạnh Bồ Tát, cho đến sau cùng chiếu đến chúng sinh tà định, chỉ phóng quang minh bình đẳng chiếu khắp, không có sự chướng ngại, không có sự phân biệt. Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế, thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thường phóng trí huệ quang minh vô ngại, trước hết chiếu đến các đại Bồ Tát, các núi chúa lớn, kế đó chiếu đến duyên giác, kế đó chiếu đến thanh văn, sau đó chiếu đến chúng sinh căn lành quyết định. Tùy theo tâm khí của họ thì hiện trí huệ rộng lớn, cuối cùng chiếu đến khắp tất cả chúng sinh, cho đến chúng sinh tà định cũng đều chiếu đến. Vì nhân duyên vị lai được lợi ích khiến cho họ tương lai cũng sẽ có cơ hội thành thục. Mà đại trí huệ quang minh mặt trời của Như Lai chẳng nghĩ như vậy. Trước hết tôi sẽ chiếu đến đại hạnh Bồ Tát, cho đến sau cùng chiếu đến chúng sinh tà định, chỉ phóng quang minh bình đẳng chiếu khắp tất cả chúng sinh. Do đó có câu Phật quang phổ chiếu, không có sự chướng ngại, không có sự phân biệt. Phật tử ví như mặt trời mặt trăng, tùy thời xuất hiện, núi lớn hang cốc chiếu khắp, không riêng tư. Trí huệ Như Lai cũng là như thế, chiếu khắp tất cả, không có sự phân biệt. Tùy theo căn dục chúng sinh khác nhau mà trí huệ quang minh có đủ thứ sự khác biệt. Phật tử đó là tướng thứ tư của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, ví như mặt trời mặt trăng tùy thời xuất hiện, núi lớn hàng cốc đều được ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu khắp, không có tâm riêng tư, trí huệ quang minh của Như Lai cũng là như thế. Chiếu khắp tất cả không có sự phân biệt, tùy theo căn tánh và dục lạc của chúng sinh khác nhau mà trí huệ quang minh của Phật có đủ thứ sự khác biệt, chiếu đến chúng sinh cũng có sự khác biệt. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ tư của thân Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát, các ngài nên thấy pháp thân của Như Lai như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như mặt trời mọc lên, chúng sinh sinh ra mù là không có căn mắt, nên chưa từng thấy được. Tuy chưa từng thấy nhưng vẫn được lợi ích của ánh sáng mặt trời. Tại sao? Vì họ biết được ngày đêm thời tiết, thọ dụng đủ thứ y phục ăn uống khiến cho thân thể được điều hòa, lìa khỏi các bệnh hoạn. Lại nữa các vị Phật tử, ví như mặt trời mọc lên, chúng sinh sinh ra mù là không có căn mắt, nên chưa từng thấy được mặt trời. Tuy chưa từng thấy được mặt trời nhưng vẫn được lợi ích của ánh sáng mặt trời. Tại sao vậy? Vì họ biết được ban ngày ban đêm và thời tiết, cũng biết mặc quần áo và ăn uống khiến cho thân thể được điều hòa, lìa khỏi các bệnh hoạn. Trí huệ mặt trời của Như Lai cũng là như thế, vì chúng sinh không có niềm tin, không hiểu hủy giới, hủy sự thấy, tà mạng, tự sống. Sinh ra mù là không có tín căn, chẳng thấy được trí huệ mặt trời của chư Phật. Tuy chẳng thấy trí huệ mặt trời của chư Phật mà cũng được lợi ích của trí huệ mặt trời. Tại sao? Vì nhờ oai lực của Phật khiến cho các sự khổ về thân và các phiền não của những chúng sinh đó, vị Lai sẽ tiêu diệt hết nhân của khổ. Trí huệ mặt trời của Như Lai cũng là như thế. Hay lợi ích chúng sinh không có niềm tin, chúng sinh không có sự hiểu biết, thậm chí chúng sinh hủy giới hoặc hủy sự thấy, chúng sinh tả mạng tự sống. Loại chúng sinh đó giống như sinh ra mù là chẳng có tín tâm, chẳng có con mắt. Tuy nhiên họ gặp được Như Lai xuất hiện ra đời, nhưng chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, chẳng thấy được trí huệ mặt trời của chư Phật. Tuy chẳng thấy trí huệ mặt trời của chư Phật, nhưng cũng đắc được lợi ích của trí huệ mặt trời chiếu đến, cũng được trí huệ mặt trời gia bị. Tại sao vậy? Vì nhờ đại oai lực của Phật khiến cho chẳng tin Phật, hết thảy các sự khổ về thân và tất cả phiền não của những chúng sinh đó, vị Lai sẽ tiêu diệt hết nhân của khổ, đắc được thanh tịnh. Phật tử, Như Lai có quang minh tên là tích tập tất cả công đức, có quang minh tên là chiếu khắp tất cả, có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu, có quang minh tên là xuất đại diệu âm, có quang minh tên là hiểu khắp tất cả pháp ngôn ngữ, khiến cho họ hoan hỷ, có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả nghi hoặc, có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp, có quang minh tên là trí tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luận, có quang minh tên là tùy xả ứng vang diệu âm thanh, có quang minh tên là vang âm thanh tự tại thanh tịnh trang nghiêm cõi nước thành thục chúng sinh. Các vị Phật tử, Như Lai có quang minh trí huệ nhật luân tên là tích tập tất cả công đức, lại có quang minh tên là chiếu khắp tất cả, lại có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu, lại có quang minh tên là xuất đại diệu âm,
lại có quang minh tên là hiểu khắp tất cả pháp ngôn ngữ, khiến cho họ đều sinh hoan hỷ. Lại có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Lại có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp. Lại có quang minh tên là trí tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luật. Lại có quang minh tên là tùy sở ứng vàng diệu âm thanh. Lại có quang minh tên là vang âm thanh tự tại thanh tịnh, trang nghiêm cõi nước, thành thục chúng sinh. Phật tử, mỗi lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy. 500 quang minh chiếu khắp phương dưới, 500 quang minh chiếu khắp phương trên, trong đủ thứ cõi, đủ thứ chỗ Đức Phật, các chúng Bồ Tát, các Bồ Tát đó thấy quang minh đó rồi, nhất thời đều được cảnh giới Như Lai. 10 đầu, 10 mắt, 10 tai, 10 mũi, 10 lưỡi, 10 thân, 10 tay, 10 chân, 10 địa, 10 trí, thảy đều thanh tịnh. Các Bồ Tát đó trước đã thành tựu các xứ, các địa, khi thấy quang minh đó lại càng thanh tịnh. Tất cả căn lành, thảy đều thành thục, hướng về nhất thiết trí, bậc trụ nhị thừa, thì diệt trừ tất cả cấu bẩn. Ngoài ra một phần chúng sinh sinh ra mùi lòa, thì thân được an vui, tâm cũng thanh tịnh, mềm mại điều phục, kham tù niệm trí, địa ngục ngạ quỷ xúc sinh, hết thảy chúng sinh các cõi đều được an vui, giải thoát các khổ, mạng chung đều được sinh lên cõi trời và nhân gian. Các vị Phật tử, mỗi lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy, có 500 thứ quang minh chiếu sắc sáng khắp phương dưới, có 500 quang minh chiếu sáng khắp phương trên, đủ thứ cõi nước, đủ thứ chỗ Đức Phật, các chúng Bồ Tát, các Bồ Tát đó thấy quang minh đó rồi, đồng thời đều được cảnh giới Như Lai, có 10 đầu, 10 mắt, 10 tai, 10 mũi, 10 lưỡi, 10 thân, 10 tay, 10 chân, 10 địa và 10 trí, thảy đều thanh tịnh. Các Bồ Tát đó trước đã thành tựu tất cả xứ và tất cả địa. Bồ Tát căn lành đã sâu dài thấy được quang minh đó lại càng thêm thanh tịnh. Tất cả căn lành thảy đều thành thục hướng về bậc nhất thiết trí, khiến cho bậc nhị thừa thành văn duyên giác, diệt trừ được tất cả trần cấu, nghĩa là hoàn toàn tiêu diệt sạch tư tưởng tâm nhỏ, lượng nhỏ, ích kỷ lợi mình. Ngoài ra một phần chúng sinh sinh ra mù lòa, thì thân cũng đắc được an vui, tâm cũng đắc được thanh tịnh, rất mềm mại, rất điều phục, kham tu niệm trí. Chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ xúc sinh, hết thảy chúng sinh các cõi đều được an vui, giải thoát tất cả khổ. Khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời hoặc sinh vào nhân gian, Phật tử, các chúng sinh đó chẳng biết chẳng hay, bởi nhân duyên gì, do thần lực gì mà sinh đến đây, chúng sinh sinh ra mù lòa đó, bèn nghĩ như vậy, tôi là Phạm Thiên, tôi là Phạm Thiên hóa hiện. Lúc đó Như Lai trụ tâm muội phổ tự tại vang ra 60 thứ diệu âm mà bảo rằng, các ông chẳng phải là Phạm Thiên, cũng chẳng phải là Phạm Thiên hóa hiện, cũng chẳng phải Đế Thích Tứ Thiên Vương hộ đời làm ra, mà do sức oai thần của Như Lai vậy. Các vị Phật tử, các chúng sinh đó chẳng biết chẳng hay, được sinh về cõi trời bởi nhân duyên gì, do thần lực gì mà sinh đến cõi trời, phát sinh những nghi vấn đó, chúng sinh sinh ra mù lòa đó để nghĩ như vậy, tôi là Phạm Thiên, tôi là Phạm Thiên Vương hóa hiện, cho nên tôi mới có thể đến được cõi trời. Lúc đó Như Lai trụ tam muội phổ tự tại vang ra 60 thứ diệu âm, âm các tướng, âm mềm mại, âm đáng ưa thích, âm vừa ý thanh tịnh, âm lìa cấu, âm hiển sáng, âm vi diệu, âm minh đức, âm không loạn, âm không hội, âm sư phụ, âm không ương ngạnh, âm không thổ dữ, âm thuận lành, âm an trọng, âm thân sở cát lợi, âm tùy tâm tùy thời, âm như như vừa ý, âm thiên ái an tưởng, âm không nhiệt não, âm phương tránh, âm thức đạt, âm gần gũi, âm bí tốt, âm vui mừng, âm hòa nhã, âm sáng tỏ, âm tinh cần, âm hòa nhẫn, âm trọng điễu, âm tiếng vang khử uế, âm ứng sư tử, âm tiếng rồng, âm hảo vũ, âm hải lôi long vương, âm trần đà la chi, âm ai oan, âm ai loan, âm ưng sướng, âm hạc kêu, vân vân, mà bảo tất cả những người sinh về cõi trời rằng, các ông chẳng phải là Phạm Thiên, cũng chẳng phải là Phạm Thiên hóa hiện ra, cũng chẳng phải trời Đế Thích hóa hiện, càng chẳng phải trời Tứ Thiên Vương hộ đài làm ra, các ông đều do đại oai thần lực của Như Lai mới được sinh về cõi trời. Các chúng sinh đó nghe lời đó rồi, nhờ thần lực của Phật đều biết túc mạng, sinh đại hoan hỷ, vì tâm hoan hỷ nên tự nhiên sinh ra mây hoa yêu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây báu, mây lầu cát, tráng sư tử bán nguyệt, mây ca ngầm khen ngợi, mây đủ thứ trang nghiêm, đều dùng tâm tôn trọng cúng dường Như Lai. Tại sao? Vì các chúng sinh đó được mắt thanh tịnh, Như Lai thọ ký cho họ an ổn đa la tam miệu tam bồ đề,
Phật tử trí huệ mặt trời của Như Lai lợi ích chúng sinh sinh ra mùi lòa như vậy, khiến cho họ đắc được căn lành đầy đủ thành thục. Phật tử đó là tướng thứ năm thân của Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các chúng sinh sinh ra mùi lòa đó, sinh về cõi trời rồi, nghe những lời đó rồi, nhờ thần lực của Phật gia trì mới biết được túc mạng đời trước của mình, bèn sinh đại hoan hỷ. Vì tâm sinh đại hoan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa yêu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bổn, mây báu, mây lẩu cát, tràng sư tử bán nguyệt, mây ca ngầm khen ngợi, mây đủ thứ trang nghiêm, đều dùng tâm kiền thành tốt trọng nhất cúng dường Như Lai. Tại sao? Vì các chúng sinh đó đã được mắt pháp thanh tịnh, Như Lai thọ ký cho họ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị Phật tử trí huệ mặt trời của Như Lai lợi ích chúng sinh sinh ra mùi lòa như vậy, khiến cho họ đắc được căn lành đầy đủ thành thục. Các vị Phật tử đó là tướng thứ năm thân của Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như mặt trăng có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn? Một là ánh sáng che khuất tất cả ánh sáng của tinh tú, hai là tùy theo thời thị hiện tròn khuyết, ba là bóng đều hiện vào trong nước ở cõi Diêm Phù Đề, bốn là tất cả mọi người thấy mặt trăng đều ở trước mặt mình mà mặt trăng không có sự phân biệt, không có sự lý luận. Lại nữa, các vị Phật tử ví như mặt trăng có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn? Một là ánh sáng che khuất tất cả ánh sáng của tất cả tinh tú, hai là tùy theo thời thị hiện tròn khuyết, đầu tháng thì khuyết, giữa tháng ngày rằm thì tròn, ba là bóng đều hiện vào trong nước ở cõi Diêm Phù Đề, bốn là tất cả mọi người thấy mặt trăng đều có cảm giác mặt trăng ở trước mặt mình mà mặt trăng không có sự phân biệt, không có sự hí luận, đều như nhau chiếu khắp tất cả, không phân biệt đó đây, một luật đều bình đẳng như nhau. Phật tử, thân mặt trăng Như Lai cũng là như thế, có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn? Đó là chiếu sáng che khuất tất cả thanh văn chuyên giác, chúng học và vô học, tùy theo căn cơ của họ mà thị hiện thọ mạng dài ngắn khác nhau, mà thân Như Lai không có tăng giảm. Tâm chúng sinh thành tịnh trong tất cả thế giới đều hiện ra bóng Bồ Đề. Tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng Như Lai đều nghĩ rằng Như Lai chỉ hiện ở trước mặt mình, tùy tâm ưa thích của họ mà vì họ thuyết pháp, tùy theo địa vị của họ khiến cho họ được giải thoát, tùy theo sự giáo hóa mà khiến cho họ thấy được thân Phật, mà thân Như Lai không có sự phân biệt, không có sự hí luận, việc làm lợi ích đều được rốt ráo. Phật tử, đó là tướng thứ sáu của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, thân mặt trăng của Như Lai cũng là như thế, có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn pháp? Đó là thứ nhất là trí huệ chiếu sáng che khuất tất cả thanh văn và duyên giác hàng nhị thừa. Trí huệ là chiếu sáng che khuất bậc hữu học và vô học. Thế nào là bậc hữu học? Phàm là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả A-la-hán, còn phải học tập đoạn tư hoặc, đó gọi là bậc hữu học. Thế nào gọi là bậc vô học? Tức là chứng được tứ quả A-la-hán. Do đó, có câu, những việc cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, kiến tư hoặc đều đã đoạn trừ, không còn phải học tập nữa, nên gọi là bậc phổ học. Tùy theo căn cơ của họ mà thị hiện thọ mạng dài ngắn khác nhau, hoặc là thọ mạng lâu dài, hoặc là thọ mạng ngắn ngủi. Nhưng thân Như Lai không có tăng thêm, chẳng có giảm bớt. Tâm chúng sinh thanh tịnh trong tất cả thế giới đều hiện ra bóng Bồ Đề. Hết thảy chúng sinh, nếu có ai chiêm ngưỡng Như Lai, đều nói Như Lai chỉ hiện ở trước mặt mình. Tùy tâm ưa thích của họ mà vì họ thuyết pháp, tùy theo địa vị của họ khiến cho họ được giải thoát, tùy theo sự giáo hóa mà khiến cho họ thấy được thân Phật, mà thân Như Lai không có sự phân biệt, không có sự hí luận, việc làm lợi ích đều được rốt ráo. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ sáu của thân Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như Đại Phạm Thiên Vương ở trong 3000 đại thiên thế giới dùng chút phương tiện hiện thân mình khắp đại thiên thế giới, tất cả chúng sinh đều thấy Phạm Vương hiện tại ở trước mặt mình, mà Phạm Vương đó cũng chẳng phân thân, không có đủ thứ thân. Phật tử, chư Phật Như Lai cũng là như thế, không có phân biệt, không có hí luận, cũng chẳng phân thân, không có đủ thứ thân, mà tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh thì hiện thân mình, cũng chẳng nghĩ rằng hiện bao nhiêu thân. Phật tử, đó là tướng thứ bảy của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương
trong 3.000 đại thiên thế giới, dùng chút phương tiện hiện thân mình khắp trong đại thiên thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được Đại Phạm Thiên Vương hiện tại ở trước mặt mình. Mà vị Đại Phạm Thiên Vương đó cũng chẳng phân thân, cũng không có đủ thứ thân. Các vị Phật tử, chư Phật Như Lai cũng lại như thế, không có phân biệt, không có hí luận, cũng chẳng phân thân, không có đủ thứ thân, mà tùy thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh thị hiện thân mình, cũng chẳng nghĩ rằng mình hiện bao nhiêu thân. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ bảy của thân Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như Y Vương khéo biết các thứ thuốc và các chú luận trong Diệp Phù Đà, hết thảy các thứ thuốc dùng không hết được, lại do nhờ sức các căn lành đời trước, sức chúng đại minh làm phương tiện, nên các chúng sinh thấy được bệnh đều lành khỏi. Đại Y Vương đó biết sắc mạng chung, bèn nghĩ như vậy: ta mạng chung rồi, tất cả chúng sinh không chỗ nương nhờ, nay ta nên vì họ hiện phương tiện. Bấy giờ vị Y Vương hợp thuốc lại thoa thân mình, sức chỉ minh chú, khiến cho sau khi mạng chung, thân không tan rã, không héo không khô, oai nghi thấy nghe chẳng khác gì lúc còn sống, phạm có ai chữa trị đều được lành khỏi. Lại nữa, Phật tử, ví như vị Y Vương khéo biết tất cả tánh thuốc, lại minh bạch tất cả lý luận chú thuật ở trong cõi Diêm Phủ Đề, hết thảy tất cả thứ thuốc vị Y Vương này đều biết sử dụng, dùng chữa bệnh cho mọi người, dù dễ cỏ vỏ cây cũng có thể trị bệnh. Lại do nhờ sức các căn lành lớn đời trước, có sức chỉ tụng chú đại minh làm phương tiện, nên người bệnh nào thấy được vị Đại Y Vương đó rồi thì mọi bệnh đều lành khỏi. Vị Đại Y Vương đó biết mình sắp mạng chung, bèn nghĩ như vậy: ta mạng chung rồi, tất cả chúng sinh không có chỗ nương nhờ, nay ta nên vì họ hiện phương tiện. Lúc đó vị Đại Y Vương phối hợp thành đủ thứ thuốc thoa lên thân mình, sau cùng tụng trì chú đại minh, dùng sức lực để gia trì, khiến cho sau khi ông ta mạng chung, thân thể không tan rã, không héo không khô, và nghi của ông ta, thấy nghe của ông ta chẳng khác gì lúc còn sống. Phàm có ai chữa trị thấy được thân thể ông ta, bất cứ bệnh gì không thuốc mà khỏi, khôi phục lại sức khỏe bình thường. Cả vì mọi người biết bác sĩ là làm gì chăng? Có người nói bác sĩ là cứu người sống, không sai, nhưng đó chỉ là một số tận tình của bác sĩ. Ngoài ra còn có một bác sĩ, một số bác sĩ chuyên môn giết người, nhưng giết người không thấy máu, họ chẳng có ý đức dùng bệnh nhân để thử nghiệm, chẳng màng biết chứng bệnh hay không biết chứng bệnh, cho bệnh nhân uống thứ thuốc nào đó hoặc trích thứ thuốc nào đó cho bệnh nhân xem thử phản ứng thế nào. Phản ứng tốt thì chứng minh thuốc có hiệu lực, liền biết thuốc đó chuyên trị bệnh đó. Nếu phản ứng không tốt thì đối với họ chẳng có liên quan gì, còn bệnh nhân thì nguy hiểm hoặc có thể chết. Tuy chẳng phải trực tiếp giết người nhưng gián tiếp giết người. Còn có một số bác sĩ có tác phong trộm cắp, chứng bệnh của bệnh nhân rất nhẹ, vốn chỉ khám một hai lần thì sẽ khỏi, nhưng vì muốn kiếm tiền thuốc, cứ cố ý nghĩ cách kéo dài thời gian. Loại bác sĩ này chuyên môn nghĩ lợi ích cho chính mình, chẳng nghĩ đến cứu chữa cho bệnh nhân. Tuy không thể nói từng chi tiết nhưng đại khái là như vậy. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác vô thượng Y Vương cũng là như thế. Trong vô lượng trăm ngàn ước na do thà kiếp, luyện trị pháp dược đã được thành tựu, tu học tất cả phương tiện khéo léo, sức chú đại minh đều đến bờ bên kia, khéo hay trừ diệt các bệnh phiền não của tất cả chúng sinh và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp. Thân Phật thanh tịnh không có từ lự, không có động dụng, tất cả Phật sự chưa từng ngừng nghỉ, chúng sinh thấy được các bệnh phiền não đều được tiêu diệt. Phật tử, đó là tướng thứ 8 của thân Như Lai, các Đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác là vô thượng Đại Y Vương cũng là như thế. Trong vô lượng trăm ngàn ước na do thà kiếp, luyện trị đủ thứ phẩm dược Phật Pháp đã được thành tựu để chữa trị bệnh phiền não của tất cả chúng sinh, lại tu học tất cả pháp môn phương tiện khéo léo, lại tụng trì sức chú đại minh, tức là trí huệ quang minh, đều đến được bờ rốt ráo bên kia, khéo hay trừ diệt bệnh phiền não của tất cả chúng sinh, lại hay khiến cho thọ mạng lâu dài, trải qua vô lượng kiếp, thân phải thanh tịnh, không có mọi tư lự, không có tất cả động dụng, riêng làm Phật sự chưa từng ngừng nghỉ, thời thời giảng kinh thuyết pháp, thời thời tụng kinh bái sám, mỗi ngày làm khóa lễ sáng tối, mỗi ngày phiên dịch kinh điển, cũng không giải đãi, không phóng dật. Hết thảy chúng sinh phàm là thấy được Phật thì tất cả bệnh phiền não đều được tiêu diệt. Giống như chúng ta học Phật, tất cả bệnh đố kỵ chướng ngại và tập khí mau bệnh đều chẳng còn nữa,
Các vị Phật tử đó là tướng thứ 8 của thân Như Lai, các vị Đại Bồ Tát nên thấy Pháp thân Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như biển cả có báu mani lớn, tên là Tập Tất Cả Quang Minh Tỷ Lô Giá Na Tạng. Nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh này, đều đồng với màu sắc đó. Nếu có ai thấy được, thì mắt được thanh tịnh. Tùy chỗ quang minh đó chiếu đến, mưa xuống báu mani, tên là An Lạc, khiến cho các chúng sinh địa khổ được vui thích. Lại nữa, các vị Phật tử ví như biển cả, ở trong biển có báu mani lớn, tên là Tập Tất Cả Quang Minh Tỷ Lô Giá Na Tạng. Nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh này, thì đều đồng với màu sắc báu mani lớn đó. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh này thì mắt được thanh tịnh. Tùy chỗ quang minh báu mani lớn đó chiếu đến, mưa xuống báu mani tên là An Lạc, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi phiền não, được điều hòa vui thích. Phật tử, các thân Như Lai cũng là như thế. Do báu lớn tụ tất cả công đức tại đại trí huệ, nếu có chúng sinh xúc chạm được trí huệ quang minh báu thân Phật thì đồng với sắc thân Phật, nếu ai thấy được thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy theo chỗ quang minh đó chiếu đến, khiến cho các chúng sinh liều khổ bần cùng, cho đến đầy đủ an vui Phật Bồ Đề. Phật tử, Pháp thần Như Lai không có phân biệt, cũng không hí luận, mà khắp vì tất cả chúng sinh làm đại Phật sự. Phật tử đó là tướng thứ 9 của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử hết thảy thân Như Lai đều giống như báu mani lớn. Thân Như Lai tức là báu lớn tụ tất cả công đức tạng đại trí huệ. Nếu có chúng sinh xúc chạm được trí huệ quang minh báu thân Phật thì cũng đồng với sắc thân Phật. Nếu ai thấy được quang minh đó thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy theo chỗ quang minh đó chiếu đến, khiến cho các chúng sinh đều khổ bần cùng, cho đến đầy đủ an vui Phật Bồ Đề. Các vị Phật tử, Pháp thân Như Lai không có phân biệt, cũng không có hí luận. Phật thì không nói lời giả dối, là thánh nhân nói lời chân thật, hay các vị tất cả chúng sinh làm đại Phật sự. Các vị Phật tử đó là tướng thứ 9 của thân Như Lai, các vị Đại Bồ Tát nên thấy Pháp thân Như Lai như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như biển cả có đại châu báu mani như ý, tên là tất cả thế gian trang nghiêm tạng, thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức. Tùy theo chỗ châu báu đó ở đều khiến cho các chúng sinh tiêu trừ tai hoạn, sở nguyện được đầy đủ, mà châu báu mani như ý đó chẳng phải chúng sinh ít phước có thể thế được. Thần châu báu như ý của Như Lai cũng là như thế, tên là vì hay khiến tất cả chúng sinh thể đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy được thân Phật, nghe danh hiệu Phật, khen ngợi công đức Phật, đều khiến cho họ vĩnh viễn lìa khổ hoạn sinh tử. Giả sử tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới đồng thời chuyên tâm muốn thấy được Như Lai, đều khiến cho họ được thấy sở nguyện đều đầy đủ. Lại nữa, các vị Phật tử ví như biển cả có đại châu báu mani như ý, tên là tất cả thế gian tràng nghiêm tạng. Mani dịch là châu báu, hoặc dịch là ly cấu, hoặc dịch là như ý. Nó thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức, tùy theo chỗ của nó ở, khiến cho tất cả chúng sinh tiêu trừ sạch tai hoạn, sở nguyện đều được đầy đủ, mà châu báu mani như ý đó chẳng phải chúng sinh ít phước có thể thấy được. Thần châu báu như ý của Như Lai cũng là như thế, tên là vì hay khiến tất cả chúng sinh thầy đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy được thân Phật, hoặc nghe danh hiệu Phật, hoặc khen ngợi công đức Phật, thì đều khiến cho họ vĩnh viễn lìa khổ hoạn sinh tử. Giả sử tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới đồng thời chuyên tâm muốn thấy được Như Lai, thì đều khiến cho họ được thấy, nguyện cầu gì thì được cái đó. Do đó, cầu phú quý thì được phú quý, cầu trí huệ thì được trí huệ, cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu con cái thì được con cái, đều được đại tâm mãn nguyện. Phật tử, thân Phật chẳng phải chúng sinh ít phước có thể thấy được, chỉ trừ thần lực tự tại của Như Lai đáng được điều phục họ. Nếu có chúng sinh do thấy được thân Phật đến trong căn lành cho đến thành thục, vì được thành thục nên khiến cho họ được thấy thân Như Lai. Phật tử đó là tướng thứ 10 của thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. Các vị Phật tử, thân Phật chẳng phải chúng sinh ít phước báu có thể thấy được, chỉ trừ thần lực tự tại của Như Lai đáng được điều phục chúng sinh đó mới khiến cho họ có cơ hội thấy được thân Phật, do đó cảm ứng đạo giao. Nếu có chúng sinh do thấy được thân Phật liền trồng căn lành cho đến căn lành thành thục, vì được căn lành thành thục, Phật mới khiến cho họ thấy thân Phật. Các vị Phật tử đó là tướng thứ 10 của thân Như Lai, các vị Đại Bồ Tát nên thấy Pháp thân Như Lai như vậy. Vì tâm Phật vô lượng nên khắp mười phương,
Vì tu hành vô ngại nên như hư không, vì vào khắp pháp giới nên trụ chân thật tế, vì đồng trụ ba đời nên vĩnh viễn lìa tất cả phân biệt, vì trụ thể nguyện hết thuở vị lai, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, vì trang nghiêm mỗi mỗi thân Phật. Vì tâm Phật vô lượng nên khắp mười phương, tâm lượng của chúng sinh cũng khắp cùng mười phương. Phật vốn chẳng có hình tướng mà vì chúng sinh hiện hình tướng. Vì tu hạnh môn vô ngại nên thanh tịnh như hư không. Phật hay vào khắp tất cả pháp giới nên trụ chân thật lý thể. Vì pháp thân của Phật không sinh cũng không diệt, bình đẳng trụ ba đời nên vĩnh viễn lìa tất cả sự phân biệt. Vì trụ thể nguyện hết thuở vị lai, vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới, vì trang nghiêm hết thảy thân Phật. Vì những nguyên nhân đó nên mới thị hiện mười thứ pháp thân. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trước mà dùng 20 bài kệ để nói ra.